Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức hút lớn nhất làng giải trí Việt hiện nay. Do vậy mà thông tin về Trấn Thành cũng được nhiều người quan tâm. Sau đây, mình xin tổng hợp những thông tin cụ thể nhất và mới nhất về Trấn Thành. Trấn Thành, tên khai sinh là Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1987. Anh được biết đến với vai trò là MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và diễn viên lồng tiếng. Sau khoảng thời gian làm nghệ thuật, anh được bạn bè và fan hâm mộ tặng cho nhiều biệt danh rất là dễ thương như Thằng Tài Lanh, Dr. Thành, Baby, v.v. Trấn Thành được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba của anh là người gốc Hoa và mẹ của anh là người Tiền Giang. Trấn Thành có thể nói được lưu loát tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Nhớ về tuổi thơ của mình ngày trước, anh tâm sự: "Tôi may mắn có được một tuổi thơ đủ thăng trầm, vui có, buồn có, đầu đường xó chợ có, hy vọng và tuyệt vọng đủ cả. Những cung bậc cảm xúc ấy đã nuôi dưỡng tôi trong gần ấy năm bằng một thực đơn phức tạp về ký ức và bầm dập về trải nghiệm. Tuổi thơ đó cho tôi vốn sống, cảm xúc và nhận thức để có được Trấn Thành như ngày hôm nay." Là một MC hoạt ngôn, sắc sảo và vô cùng hài hước, nhưng không ít lần khán giả chứng kiến Trấn Thành rơi lệ trên sân khấu. Khác với một hình ảnh nghệ sĩ hài, Trấn Thành luôn mang đến nụ cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Chàng trai trẻ Trấn Thành ngoài đời thường lại là một người sống tình cảm, chững chạc trong suy nghĩ và dễ cảm xúc. Chính vì được nuôi dưỡng bằng một tuổi thơ nhiều cảm xúc và lắm thăng trầm đã tạo nên một Trấn Thành giàu xúc cảm như vậy. Anh dễ khóc và dễ mũi lòng. Anh hài hước chia sẻ: "Đừng hỏi vì sao tôi dễ khóc, dễ mũi lòng. Đơn giản chỉ vì máu trong cơ thể của tôi vẫn còn đủ ấm và chưa bị làm lạnh bởi cái tủ đông của thời cuộc. Thà là một người đàn ông mít ướt còn hơn là một người đàn ông không biết rơi lệ. Trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm như những đứa bạn cùng trang lứa, Trấn Thành từng ước mơ trở thành siêu nhân để có thể trừ gian diệt bạo, cứu nhân loại và bảo vệ thế giới. Vì anh rất ghét bọn xấu, anh cho biết, nhìn ba mẹ người ta hung hăng, dữ dằn, thậm chí là người xấu mà tiền vẫn vô ào ào. Còn ba mẹ mình vừa hiền lành, vừa chịu khó, vừa thương con, vừa cực khổ vậy mà chả có đồng dư. Tôi luôn thấy tủi thân, thậm chí nhà tôi còn có lúc rơi vào tình trạng kiệt quệ, phá sản và bế tắc. Sao lại bất công như vậy? Tôi không cam tâm." Trấn Thành tôn thờ chủ nghĩa anh hùng, vì với anh đó là một điều thật đẹp. Không bao giờ lỗi thời với một người đàn ông, và ở hiện tại, anh vẫn mơ được làm siêu nhân. Vì với Trấn Thành, có hai điều trong đời mà anh không bao giờ chấp nhận, đó là sự vô lý và điều bất công. Anh chia sẻ: "Không phải khi không mà từ một đứa trẻ luôn quấn chăn giả làm siêu nhân, tôi lại trở thành một MC chuyên nghiệp, chuyên làm chuyện bao đồng và dùng lý lẽ của mình để bảo vệ cho nhiều người, cả người nghèo và chị em phụ nữ. Vì sao tôi lại ghét bất công như vậy? Vì tôi từng nhiều lần là nạn nhân của sự bất công. Thật khó để trở thành một người tốt trong cái xã hội mà chưa bao giờ có thể phức tạp hơn như hiện nay. Vì thế, Trấn Thành luôn tâm niệm rằng người với người sống để yêu nhau." Theo học khoa diễn viên sân khấu điện ảnh, nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò là MC. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh thể hiện thành công sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn chương trình của mình, như trong các chương trình Cứ Nói Đi, Cầu Vồng Nghệ Thuật, Thử Thách Cùng Bước Nhảy, Gala Cười 2011. Cũng trong năm 2011, Trấn Thành cùng người bạn đồng hành của mình là ca sĩ Đoan Trang đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo. Trấn Thành từng bị quê khi nhận show đầu tiên sau ngày đoạt giải chương trình Người Dẫn Chương Trình 2006. Buồn nhưng không nản chí, anh cố gắng tìm tòi, học hỏi để có được một vị trí vững chắc như ngày hôm nay.
với lối dẫn dắt duyên dáng, tài ứng biến nhạy bén cùng khả năng hoạt ngôn của mình. Hiện nay Trấn Thành đang là một trong những MC hot nhất trên sóng truyền hình với các xe tụt vào hàng khủng. Trấn Thành có một tài năng mà rất ít người có được, đó là khả năng nhá giọng người khác. Anh có thể nhá giọng hát, giọng nói của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lam Trường, ca sĩ Di Mạnh, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Hồng Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, ca sĩ Khánh Ly, vân vân. Cũng nhờ có tài nhá giọng nên Trấn Thành mới trở thành diễn viên lồng tiếng một cách dễ dàng. Anh đã lồng tiếng cho phim hoạt hình Sóc Chuột Siêu Quậy 3, Madagascar 3, Kẻ Cắp Mặt Trăng 2 và Tay Đua Siêu Tóc. Trấn Thành cũng vừa cho ra đời cuốn DVD hài kịch do chính anh làm nhân vật chính, mang tên Trấn Thành Phiêu Lưu Ký, được rất nhiều khán giả yêu thích. Những năm trở lại đây, Trấn Thành cùng với Trường Giang là hai danh hài trẻ có sức hút lớn nhất làng giải trí Việt. Tần suất xuất hiện của hai người trên sóng truyền hình rất cao, chỉ đứng sau danh hài Hoài Linh. Những game show truyền hình nổi tiếng có sự xuất hiện của Trấn Thành phải kể tới Người Bí Ẩn, My Man Ken, Đàn Ông Phải Thế, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5, Thách Thức Danh Hài, Cười Xuyên Việt, vân vân. Năm 2014, khi chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi được phát sóng, với vai trò là một trưởng phòng lém lĩnh nhưng khó tính, Trấn Thành luôn tạo được sự khác biệt qua mỗi tiết mục anh tham gia. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành đã đăng tải một đoạn trạng thái khá dài nhằm chia sẻ cảm xúc dành tặng mẹ và Mai Hồ nhân dịp sinh nhật. Theo đó, chàng MC vui tính bày tỏ tình cảm hơn cả một người thân và gọi Mai Hồ là bà vợ trước. Ngay lập tức, những hình ảnh tình tứ chụp cùng Mai Hồ và dòng trạng thái đầy cảm xúc dành cho cô đã được lan truyền rất nhanh. Rất nhiều người đồn đoán rằng cặp đôi này đã tái hợp thêm một lần nữa sau bao sóng gió tình trường. Chuyện tình cảm của Mai Hồ với Trấn Thành thời gian trước đã làm tốn không ít ký mực của giới truyền thông, và sự tò mò của người hâm mộ và những hành động thân mật rồi chia tay rồi lại tiếp tục quay lại của cặp đôi. Trấn Thành và Mai Hồ đã yêu nhau hơn 2 năm và cô cũng được gia đình Trấn Thành coi như một thành viên không thể thiếu. Đồng thời, Trấn Thành rất tự hào về bạn gái xinh đẹp, tài năng của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ đã chính thức đường ai nấy đi và không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện như trước. Trấn Thành có hai người bạn thân nhất là Anh Đức và Ngọc Quyên. Hai người này chính là bạn thân từ tiểu học đến khi học đóng hài kịch chung với Trấn Thành.